chào anh Thành. Chào Tú Vinh. Đầu bếp Văn Thành và Tú Vinh xin được kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Thành ơi, ủa sao tự nhiên em thấy anh buồn buồn vậy? Anh đang nghĩ về món ăn ngày hôm nay đó mà. Vậy là anh chưa biết chế biến món gì đúng không, nên anh lo lắng. Nhưng mà em thấy là anh đã có chuẩn bị nguyên liệu rồi nè. Có lươn, vậy là ngày hôm nay mình sẽ ăn món lươn đúng không anh? Tú Vinh biết không, vậy nên anh mới nghĩ thấy tội nghiệp cho con lươn rồi đó. Tự nhiên bị gọi là lươn lẹo mà trong khi đâu có lừa được ai đâu, mà lại còn phải chấp lên nồi để mà vào bụng của em nữa, tội ghê. À, thì ra là nãy giờ anh chọc em đúng không? Anh đùa chút thôi, món lươn ngày hôm nay rất là ngon, vừa thơm thơm cay cay béo béo, ăn vừa ngon lại vừa bổ, đúng là chọn hương ấm thấm vị ngon mà phù hợp với thời tiết xe lạnh lúc này đó quý vị. Nhưng mà anh ơi, nhớ là món ăn của chúng ta phải có một điều kiện nữa là hoàn thành ngay trong tích tắc đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng chương trình thực hiện món lươn kho sả ớt. Để nấu cho khẩu phần 4 người, quý vị cần chuẩn bị lươn sống 300g, ớt hiểm, ớt bột, sả băm, dầu điều, nước màu, nước dừa tươi, các gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Món lươn kho sả ớt hôm nay rất là dễ thực hiện quý vị. Trước tiên chúng ta cần phải sơ chế các nguyên liệu cần dùng cho món ăn. Lươn quý vị rửa sạch rồi sau đó cắt khúc khoảng 2 cm. Mà anh Thành ơi, em biết là lươn thì rất là trơn do thân mình tiết ra rất là nhiều nhớt. Vậy anh chỉ em cách để làm sạch lươn đi anh Thành. Quý vị có thể dùng cho bếp hay là giấm rồi dùng tay vuột lươn nhiều lần cho sạch nhớt. Sau đó rửa sạch, bỏ ruột rồi rửa sạch lại rồi đem chế biến. Như vậy cũng không khó lắm phải không anh Thành? Quý vị ơi, chúng ta cùng lưu ý nha. Chúng ta có thể dùng giấm hoặc tro bếp để làm sạch lươn. Dùng tay vuột lươn nhiều lần là đã sạch nhớt rồi đó quý vị. Trước khi ướp lươn, mình sẽ đập dập 3 chế hiểm trước luôn. Bây giờ tới công đoạn mình ướp lươn nha. 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước màu, 1 chút muối, 2 muỗng canh nước mắm nha quý vị. Đây là dầu điều, mình sẽ sử dụng 1 muỗng canh, nửa muỗng cà phê tiêu, cuối cùng là 1 muỗng cà phê hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên ha, cho thấm gia vị. Bắt chảo lên bếp nè, cho vào 1 tí dầu. Đây dầu đã nóng nè, mình sẽ cho sả ớt vào, mình cho 2 muỗng canh sả, 1 muỗng cà phê ớt xay. Rồi tiếp theo á là quý vị cho lươn vào xóc lên cho săn và thơm. Thưa quý vị, mình xóc lươn với sả ớt phi thơm như thế này á thì lươn sẽ thơm và ngon hơn khi đem kho, thật rất là săn. Quý vị nhớ công đoạn này nha, đây là một công đoạn khá là quan trọng của món ăn này đó. Chúng ta phải xóc lươn cùng với sả ớt phi thì sẽ làm cho lươn thơm hơn và săn hơn. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cho lươn vào niêu đất để kho. Lửa lớn lên để kho đúng không anh Thành? Bây giờ cho lươn vào niêu đất này. Sau khi cho lươn vào nước đất, chúng ta sẽ kho với lửa lớn, cho lươn sôi lên săn, rồi sau đó cho tiếp vào 3 chén ớt hiểm đập dập, 1 chén nước dừa tươi. Anh Thành ơi, lúc mà mình kho có cần phải đậy nắp lại không anh? Khi kho chúng ta không cần đậy nắp, khi nước kho lươn đã sôi lên, chúng ta hạ lửa riu riu kho để cho lươn thấm gia vị và săn lại. Là đó là được, chúng ta sẽ tắt bếp. Như vậy là với món lươn kho sả ớt này, chúng ta kho sẽ không cần phải đậy nắp. Ban đầu thì để lửa lớn một chút không anh Thành? Sau đó khi mà nước sôi thì chúng ta sẽ vặn lại, nhỏ lửa và để riu riu cho đến khi nào lươn săn lại, thấy thơm. Và chắc chắn là lúc đó món ăn của chúng ta sẽ rất là ngon. Công nhận là món lươn kho sả ớt của chúng ta rất là đơn giản và dễ thực hiện anh Thành ha. Gọi là món ngon trong tích tắc quả là không sai một chút nào hết. Mà có lẽ mấu chốt của món ăn này chính là công đoạn nêm nếm nè, kết hợp các gia vị lại với nhau. Một bí quyết nữa là dùng nồi đất để kho thì sẽ tạo nên sự khác biệt so với những món kho khác, phải không anh Thành? Tú Vinh nhận xét như vậy quả là không sai. Vì nếu cũng ngần ấy nguyên liệu mà chúng ta sử dụng nồi thường để kho thì chất lượng và độ ngon của món ăn sẽ khác đi rất nhiều. Bây giờ lươn đã săn chín và thấm gia vị, Tú Vinh có thể tắt bếp giùm anh rồi. Dạ. Giờ anh sẽ đáp xuống. Hấp dẫn chưa? Wow, rất là hấp dẫn. Anh thấy đẹp chưa? Dạ, rất là đẹp rồi đó anh, và trông rất là hấp dẫn. Bây giờ
anh sẽ mời Đức Vinh nếm thử để kiểm chứng những nhận định ban đầu lúc nãy, xem là sao nha. Dạ. Em mời Đức Vinh. Em cảm ơn anh Thành. Quý vị khán giả có thấy không, thịt lương chín rất là săn bóng, trông rất là đẹp mắt và hấp dẫn nữa. Còn bây giờ thì em phải nếm thử xem có thực sự là thấm gia vị như anh nói không nha. Thịt lương rất là thấm gia vị nha, đậm đà nè, rồi hơi cay nhẹ một chút, và đặc biệt là rất là thơm mùi sả ớt. Món này ăn với cơm nóng là đúng điệu luôn đó anh Thành. Em ăn mà quên giận anh Thành luôn. Chọn hương không? Thơm vị ngon. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết trời se lạnh mà có một nồi lương kho sả ớt để ăn kèm với cơm nóng thì quá là tuyệt vời phải không nào? Hãy cùng thực hiện thử và chia sẻ cảm nhận với chúng tôi theo hai cách quen thuộc. Đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Đầu bếp Văn Thành và Tuyết Vinh xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!